Nếu quý vị đang tìm kiếm các dòng sản phẩm hỗ trợ công đoạn băm nhỏ cỏ và nghiền nhỏ các loại hạt ngũ cốc, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Đây sẽ là clip thực tế được thực hiện ngay tại nhà khách hàng của công ty Bình Minh. Xin mời quý vị hãy cùng đón chờ xem. Bình Minh xin kính chào quý vị và bà con, rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước kia khi khách hàng sơ chế các loại nguyên liệu để nấu thành cám viên cho lợn thì sẽ sử dụng hai loại nguyên liệu chủ yếu, đó chính là cỏ voi, thân cây chuối và bột cám. Về phần cỏ voi và thân cây chuối thì khách hàng sẽ thường dùng theo phương pháp thủ công, đó là ngồi băm chặt. Với số lượng nhỏ thì còn nhanh chóng, nhưng với số lượng lớn cho khoảng hơn 20 con lợn nhà mình, mỗi ngày khách hàng cần phải ngồi đến cả tiếng đồng hồ để sơ chế băm nhỏ các loại nguyên liệu cỏ voi, thân cây chuối. Còn về bột cám thì khách hàng sẽ phải mua với giá cao ở trên thị trường ngày nay. Nhưng giờ đây đã khác, khách hàng đã lựa chọn công ty Bình Minh để đặt mua bộ đôi hai dòng sản phẩm hỗ trợ công đoạn nghiền nhỏ và băm nhỏ các loại nguyên liệu. Đó chính là dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha và dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng Inox. Khắc phục tình trạng tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí như trước kia, khách hàng của chúng ta sau khi được hàng xóm đã sử dụng các dòng sản phẩm máy móc của công ty Bình Minh trước đó giới thiệu, sau quá trình tham khảo đã quyết định đặt mua bộ đôi hai dòng sản phẩm. Đầu tiên là dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng phiên bản inox 100%. Cắm điện, bật công tắc và cho nguyên liệu vào buồng băm là đã có thể dễ dàng thu được thành phẩm nguyên liệu băm nhỏ có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn. Với chiếc máy này, quý vị có thể băm được đa dạng các loại nguyên liệu như băm thân cây chuối cho ra thành mảnh nhỏ cho vật nuôi ăn trực tiếp, băm nhỏ thân cây ngô, cỏ voi, rau bèo làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ chuông xanh. Sử dụng động cơ 3kW một pha thích hợp cho mọi hộ chăn nuôi gia đình với năng suất từ 300 đến 500 cân trên một giờ. Thiết bị có năng suất làm việc cao, độ bền cao, hỗ trợ kích cỡ nguyên liệu đầu vào lớn, phù hợp sử dụng trong chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Chiều cao hợp lý cho phép người sử dụng đứng thẳng trong tư thế giữ cây chuối để băm thái, đảm bảo sức khỏe, tránh đau mỏi khớp xương cho bà con nông dân khi vận hành máy trong thời gian dài. Và như quý vị thấy, sau quá trình kỹ thuật viên vận hành, khách hàng cảm thấy mình đã có thể sử dụng máy và không thể chờ đợi thêm được nữa, nên đã tự mình tiến hành băm nhỏ thân cây chuối. Máy với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và rất dễ sử dụng. Quý vị chỉ cần đưa nguyên liệu vào toa nạp, máy sẽ tự động nhanh chóng băm nhỏ nguyên liệu. Và sau quá trình chạy thử máy, khách hàng đã đem thành phẩm cây chuối sau quá trình băm đi cho đàn lợn nhà mình ăn. Tiếp theo đây sẽ là quá trình chạy thử máy. Sản phẩm thứ hai, máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha. Máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha là dòng sản phẩm hữu ích cho bà con tự sản xuất cám chăn nuôi tại nhà. Với dòng sản phẩm này, quý vị có thể nghiền đa dạng các loại nông sản ngũ cốc khô như là ngô, khoai, sắn, thóc thành dạng bột cám với năng suất vô cùng ấn tượng. Sản phẩm được chúng tôi bảo hành trong thời gian 6 tháng và được phân phối trên toàn quốc. Trong quá trình, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, khả năng làm việc và độ bền của máy. Khi có bất kỳ câu hỏi về sản phẩm cần giải đáp, quý khách sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Khung máy chắc chắn, thiết kế trọng lực cân đối, giúp máy nghiền chạy êm ái, hạn chế rung lắc, hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận hành và bảo vệ cho động cơ bên trong được bền bỉ theo thời gian. Và theo như yêu cầu của khách hàng, tiếp theo đây chúng tôi sẽ thay mặt sàng 2 ly để tiến hành nghiền nhỏ ngô. Kỹ thuật viên của công ty Bình Minh sẽ bắt đầu quá trình thay sàng. Bộ khung máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha được thiết kế tiết kiệm không gian khi tích hợp cả với buồng chứa động cơ, giúp máy trông gọn gàng hơn. Vật liệu làm khung và thân máy là thép chất lượng cao, giúp máy có khả năng chống hàn gì tốt, độ bền được nâng cao hơn. 3.5kW là thông số động cơ của máy, cùng tốc độ quay lên đến 2.900 vòng trên một phút, năng suất một giờ có thể đạt đến 200-300 cân. Thank you.
Dạ vâng, và như quý vị thấy, với sự hỗ trợ của bộ đôi hai thiết bị máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha và dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng phiên bản inox, công đoạn băm nhỏ và nghiền nhỏ, đa dạng các loại nguyên liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thay vì phải tốn thời gian công sức ngồi băm nhỏ hoặc là mất một số tiền lớn để đi mua trên thị trường những loại bột cám không rõ chất lượng hay như là phải đi nghiền thuê, thì giờ đây ngay tại nhà của mình, khách hàng đã có thể dễ dàng băm nhỏ và nghiền nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của mình, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. Và hai dòng sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi đã khiến khách hàng rất là hài lòng như quý vị thấy trong video. Vậy còn quý vị thấy hai dòng sản phẩm của chúng tôi như thế nào ạ? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới video clip này để cho Ngọc Nga biết nhé. Và rất cảm ơn các vị khách hàng ngày hôm nay đã đón tiếp nhiệt tình của đoàn công tác công ty Bình Minh. Xin kính chúc tất cả khách hàng chăn nuôi thành công. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.